Mến chào quý vị cũng như tất cả các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Thì qua tìm hiểu về người phụ nữ mà khờ khạo, xinh đẹp, sống ở nơi nhà hoang cùng một người đàn ông các bạn, thì mình có làm cái cuộc hành trình để giống kiểu như muốn giải cứu chị ấy ra khỏi cái khu vực mà đang sống cùng với những người đàn ông đấy các bạn. Thì mình có chia sẻ lên thì mình thực sự là rất chi là bất ngờ khi được biết về cái thông tin của chị này qua những cái người quen cũng như qua chồng cũ của chị này các bạn. Thì do không biết có phải là cho chị này mất trí nhớ hay không hay là cố tình các bạn, nhưng mà thực sự cái sự thật về cái chị này thực sự là rất chi là khiến ai mà nghe cũng phải giật mình luôn các bạn. Thì sau khi chia sẻ thì mình được biết chồng cũ của chị này đang sống cùng với hai đứa con ở trong một cái căn chòi ở bên đây này các bạn. Thì hôm nay mình tới để tìm hiểu về chị này. Bây giờ mình đã có cái thông tin chính xác của người chồng của chị ấy đang ở đây cũng như sống ở đây và cái cuộc sống của chị này trước kia như thế nào. Thì mình sẽ dẫn mọi người vô đây để tìm hiểu về chồng cũ của chị ấy, xem chồng cũ nói gì về chị này nha. Thì không biết là có phải là chị này mất trí nhớ hay là như thế nào đó mà lại có cái cuộc sống khá chi là phức tạp, sống hết mấy người nọ đến người kia các bạn. Mà mình theo như thì mình thông tin đó, thì chị này có đến 4 đời chồng và đến 4 đứa con, và cứ mỗi một người chồng lại có một đứa con và bỏ đi. Và không hiểu là chị này do bị bệnh tâm thần hay là do bị một cái vấn đề gì đó, nhưng mà cứ ở hết mấy người nọ đến với người kia rồi bắt đầu lại bỏ đi. Và hiện tại người chồng đầu của chị có 2 người con. Con đây đều là con của chị luôn các bạn. Em chào cả nhà nha. Chào con. Thôi sao đây, nhà mình đây là nhà mình luôn hay nhà mướn vậy anh? Không ơi, cái này của ông chủ, ông mướn đất. Ông cá rồi, ông cho em dựng lên đất ở, đỡ tốn tiền. Có nghĩa là giống kiểu là cái người mà mướn anh coi cá này hả? Dạ. Rồi cho mình ở. Đây là bao nhiêu người ở đây anh? Dạ, có 3 cha con rồi. 3 cha con anh. Dạ. Đây 2 nhỏ này. Dạ. Một bé này sao cần dữ vậy con? Học giỏi lắm hả? nó chẳng nhẹ, nó có 5 độ rồi. 5 độ mà nhẹ hả? Ôi, nói giật cả mình. Rồi, hồi đó con mắt nó yếu rồi, cái không có tiền đi khám ấy, cho làm màu á. Vậy là anh giữ ao cho người ta hả? Cũng có giữ có không, tại ông thấy gì ông kêu thôi về ở thì khỏi miếng nhà, đỡ tốn miếng nhà. Vậy là ông cho ở thôi, chứ còn ví dụ như thế là giữ được thì giữ, không giữ được thì thôi, chứ đâu phải là giữ. Thì ông cho ở thôi, có đi làm rồi thì kia thì cứ đi làm. Mấy chị đây là ở ngoài kia, ở xóm. Mấy chị ở xóm này hả? Là anh là có 2 bé này đây hả? Dạ, có 2 đứa. Mấy đứa vào đây chú hỏi thăm xíu được không? Dạ. Vô chú hỏi kìa. Ngồi đây này, 3 cha con ngồi đây này. Nói được, nó mất lòng không chịu cho. Nói chuyện đi con. Rồi, con lớn tên gì? Dạ, tên là Đạt. Đạt hả? Dạ. Đạt mấy tuổi rồi con? Dạ, con 12. Con 12 tuổi hả? Con học lớp mấy rồi? Dạ, con lớp 7. Lớp 7 hả? Con dạ, có tiền cho nghỉ học rồi. Con nhỏ. Con tên gì? Con tên Minh. Minh hả? Minh nhiêu tuổi rồi? Con 9 tuổi. Con 9 tuổi à? Con học lớp mấy rồi? Học lớp 4 hả? Là còn đi học không? Thằng nhỏ còn, thằng lớn nghỉ rồi. Sao lại cho bé nghỉ anh? Em lâu rồi em thất nghiệp, em đâu có làm đâu. Có nghĩa là mình thất nghiệp lâu nay mình không có việc làm hả? Ừ. Anh ngồi đây nè, cho em hỏi thăm. Để 2 cháu mở đường. Mày đến gần nó đi. Rồi anh cho em hỏi thăm anh tên gì được không? Em tên Dũng. Anh Dũng. Trịnh Hoàng Dũng. Anh được bao nhiêu tuổi đây? 40 rồi anh. 40. Rồi em nghe nói là anh là có một người vợ đúng không? Lúc trước thì có chứ giờ không. Lúc trước là có là sao, là lúc trước có mà sao không là sao? Thì lúc trước có mới có mấy đứa nhỏ. Em được biết là cái người phụ nữ mà sống ở trong cái nhà hoang ở phía bên đằng kia là vợ của anh, là lúc trước. Nhưng mà cho em hỏi thăm một chút là lý do mà vì sao mà chị bỏ đi á? Ở đây thì em cũng có thật là em đi làm ao rồi này kia. Thì thằng lớn em vô trường học, còn thằng nhỏ là
em đi gửi người ta giữ tại nó đó nó còn nhỏ. Dạ. Gửi người ta giữ rồi em đi làm về là nó tự động nó theo người ta nó cuốn lỗ. Nhưng mà cho em hỏi thăm một chút là chị có gọi là giống kiểu là có bình thường thôi không? Lúc trước thì bình thường mà lúc... từ họ mà theo người bỏ hai đứa này theo người ta là không được bình thường. Có nghĩa là lúc trước mà lấy anh, có nghĩa là khi mà anh lấy chị là anh có phải là người chồng đầu tiên không? Không. Không phải là người chồng đầu tiên? Không. Có vậy là người chồng đầu tiên của chị là ở đâu không? Bên Lăng Xi á. Lăng Xi. Tại đó em làm xí nghiệp. À. Em làm xí nghiệp rồi cũng đi đi theo bà mợ. Bên nhà bà mợ đám giỗ. À. Rồi cái em của bà mợ á. Em của bà mợ dẫn bà lên. Dạ. Em cứ vô tình gặp. Rồi bà lúc trước là trước khi biết em là có một đứa con gái. À lúc mà biết anh là chị là đã có một đứa con gái rồi. Đúng rồi, có đứa con gái cỡ tầm tuổi mấy. À. Em về bán đi con. Vậy là trước khi mà gặp anh là chị đã có một đứa con gái và một đời chồng rồi. À, rồi bắt đầu là cái lúc mà lấy anh về thì ở với anh được bao lâu? Vợ cũng năm mấy cái bỏ đi. Năm mấy cái bỏ đi? Bỏ đi xong về ở lại được một thời gian nữa. Khoảng... cỡ 4 năm nữa, là 3 năm nữa là đi một thời gian xong về ở 3 năm sau nữa em mới sanh thằng này. À. Sanh thằng này xong thua được cũng năm mấy cái đi nữa. À. Đi về về nhiều lần vậy đó. Sao lại cứ bỏ đi liên tục vậy ta? Đi mà có khi đi mấy tháng trời, đi 5-6 tháng có, 3-4 tháng có. À, vậy là cứ về xong lại đi như vậy. Rồi bắt đầu là lúc mà đẻ bé thứ hai này là đi lần thứ mấy rồi? Giờ em cũng không nhớ nổi. Không nhớ nổi hả? Đẻ bé thứ hai này là đi... bé đầu thì em không nhớ nổi, chứ bé thứ hai là đi chắc 3 lần. Đi 3 lần? Lần sau cùng là em không chấp nhận, em cho đi luôn. À, có nghĩa là do anh hết kinh nhẫn mà cứ đi về xong anh hết kinh nhẫn xong anh mới không cho về nữa. Ừ. Nhưng mà có đòi về không anh? Có chứ. Có đòi về hả? Lần nào cũng vậy, đi xong xuôi về năn nỉ khóc lóc rồi em thấy em tha thứ cho về xong xuôi cũng đi. À, hay là do bị cái gì anh theo nhanh biết là chỉ bị cái gì không? Hồi lúc mà bỏ hai đứa này đi quầy nhà thờ Đức Bà phải là cặp ở với thằng đó. À. Ở với thằng đó đi theo thời gian chơi đá. À. Hay là do có khả năng biết đâu hay là do nghiện ngập trong mắt đầu là không bỏ được. Đúng rồi. Có thời gian lặm đá luôn rồi. À. Theo như em tiếp xúc thì em thấy chị giờ hình như tâm trí nó không còn là bình thường. Thì do ảnh hưởng đá với lại bây giờ chồng cũ nó đánh đập rất thường đó. À, cái đó không phải là chồng mà là giống như là cặp vậy thôi. Chứ không phải là chồng. Không, cứ coi là chồng đi, tại bây giờ ở ngoài giờ ở chung với ổng thì mình cứ biết là chồng đi. Ừ. Chứ còn vậy là vậy là anh và bản thân anh vẫn biết là chị nó đang ở đó và ở với người đó, đúng không? Có khi nào mà gặp nhau không anh? Không, ra đường thì nhiều khi cũng kêu em nhưng mà em không có dòm. À, có nghĩa là có cái kêu anh nhưng mà không, anh không có nhìn luôn. À, và là chính xác là trước khi mà đến với anh là chị có mấy người chồng, mấy người con này hiện bây giờ luôn hả? Tính chính xác mà lúc mà trước khi quen anh á, trước khi thì có một đời chồng một đời con. À, còn tới bây giờ, tới thời điểm tới bây giờ thì không biết bao nhiêu chồng, nhưng mà bốn đứa con của bốn người khác nhau. Hai bé này là của anh. Bốn đứa con là ba người. Bốn đứa con ba người, có nghĩa hai bé này là của anh. Tại còn... hai đứa này là có một cha, nếu hai này hai cha nữa là bốn đứa con bốn người. Thì hai bé này là chỉ là con anh thôi, đúng không? À. Rồi hai bé ở đây rồi, cha mẹ có về thì về thăm hai đứa không? Bé. Dạ. Mẹ có hay về thăm con không? Dạ không. À, con nhớ mẹ không? Nhớ mẹ hả? Thấy cũng tội ha bây giờ. Nhưng mà sao hai bé này là đều nghỉ học hết cả anh? Có bé lớn này. Thì nãy em cũng nói rồi, giờ là em không có còn làm nữa. À, không, có nghĩa là giống kiểu khó khăn đúng không? Vậy hiện tại bây giờ là anh đang thất nghiệp ở nhà. À. Chứ em làm nghề ao này nè, thì người ta mướn em làm ngày mà đâu làm tháng. À, lúc trước là có làm tháng cho ông chủ ở đây. À.
rồi thời gian là có mấy đứa nhỏ là nhiều khi tụi nó học hành rồi con bệnh con đau đồ á, không không có làm tháng nên em làm ngày. Dạ. Ai kêu ngày nào làm ngày đó. Cô vô đây chú hỏi thăm em cô. Minh ơi. Vậy là chính xác là chị ấy bỏ đi được khoảng bao lâu rồi nhỉ anh nhỉ? Bắt đầu bỏ đi từ khi nào? Bắt đầu bỏ đi là từ lúc năm nay tầm một tuổi mấy á. À, có nghĩa là bé út này là được tuổi mấy là chị bỏ đi? Là tự rửa xách đồ đi chứ không có nói năng gì hả? Không có xách đồ đi gì á, tự em vừa làm về buổi trưa là đi te te một nước luôn. À. Em còn thấy em hỏi đi đâu à? Em đi đây chút xíu à. À. Đi đâu từ trưa mà tới xế chiều luôn không thấy mặt. Em mới lạc là em chạy, em sợ em chạy lên chỗ gửi thằng này nè. À. Em dặn là mẹ nó đi từ hồi trưa giờ chút nữa mà có lợi dước nó là không cho dước. À. Có nghĩa là giống anh sợ là đưa bé đi luôn đúng không? Nhưng mà cái lúc mà thời điểm mà chị ở cùng anh là tâm trí chị là cũng không phải là... Cũng không có nặng quá. Không nói nặng quá. Là cũng có ảnh hưởng nhưng mà không đến nỗi. Phải tính là hai vợ chồng sống với nhau cũng được gần chục năm ấy chứ. Hồi 2007 tới giờ. 2007, 8, 9, 10, 11, 12. Là... 2007 tới 2010 là sinh thằng này. À 2007, 3 năm sau là đẻ được bé đầu tiên. Rồi tới lúc mà đẻ được bé này được tuổi rưỡi là bắt đầu bỏ đi. À. Mà đẻ thằng này ra ở thời gian cũng đi về về vậy đó. À. Đi lần mấy tháng vậy đó. À. Nhưng mà cái thời điểm này anh có biết là chị đi đâu không? Biết. Biết đi đâu luôn. Nhưng mà anh có đi tìm về không? Không. Không đi tìm về. Giống kiểu đi chán là về thôi đúng không? Không, em nghĩ lúc trước là không phải đi chán về, nghĩ là đi là hết rồi. À. Rồi thời gian sau về năn nỉ rồi này kia. À. Thấy vậy thôi, giờ dù sao nó năn nỉ dù sao giờ cũng có mẹ lo tụi nó, em cũng đỡ được phần nào. Đúng rồi. Nói chung là có mẹ thì mấy bé nó cũng đỡ hơn đúng không? Rồi bé nhỏ có biết mặt mẹ không? Là có nghe con gặp mẹ lần nào chưa? Để gặp thường mà. À có nghe gặp mẹ thường xuyên hả? Thời gian gần đây có được gặp không? Không hả? Bao lâu rồi, giờ con có muốn gặp mẹ không? Hả? Muốn hả? Nhìn bé này thông minh, bé này cũng thông minh lắm này. Sao bé này bỏ học như thế kỳ vậy? Khổ quá hả? Xem ai lại tình trường này, xem ai lại tới tình trường này. Vậy nhưng mà mấy bé này, mấy bé này đi học là bây giờ là người ta tính tiền trường theo tháng, theo năm chứ sao lại tính theo tháng anh? Nè. À. Mấy cái giấy tiền học đó còn ở đây nè em chưa? Mỗi tháng đóng 2 thằng cũng mệt lắm. Tiền học tháng nào cũng... Vậy là chị này, chị nói là chị là mới có 30 tuổi là có đúng không anh? Nó sinh 88 anh. Sinh năm 88. Dạ. 88 là đúng tuổi rồng là ba mấy? Dạ. Nhỏ hơn em 3 tuổi. Nhỏ hơn anh 3 tuổi. À. Tiền học của bé nhỏ là trung bình tháng nào cũng là một... Rồi anh cho em hỏi thăm một chút, anh có biết gốc gác của chị này ở đâu không? Ông gốc gác là hồi lúc mà mới về ở với em là còn ở bên chợ Lăng Si á. Còn chợ Lăng Si. Dạ. Cũng có kể em là... Mẹ có hai người anh. À. Hai người anh rồi có bầu bả qua chợ Lăng Si đi kiếm kiếm chồng đó. À. Thời gian sau cái bả mất. Bả mất rồi bắt đầu sanh nó ra xong bả mất rồi bắt đầu cái người ta thấy gì người ta sinh con nuôi. Ừ. Ba anh em sinh những đứa thất lạc hết. À, vậy là nhà bản thân nhà chị đó là có ba người con, ba người anh em. Ừ. Nhưng mà do là cha mẹ mất xong bắt đầu là mới chia rẽ ra là giống như anh em nuôi mỗi nhà nhận nuôi một người đó. Còn gốc gác ở đâu thì em không biết nhưng mà nghe bên kể là một nghe bà mợ em của bà mợ kể là hồi đó là gia đình đi về chợ Lân Si. Dạ. Kiếm ba đó về chợ Lân Si rồi cái mới ở khoảng thời gian là còn gốc gác đâu không biết. Ừ. Theo như em tiếp xúc với chị đó bây giờ em thấy chị nó không còn bình thường như nhớ không được này, rồi bắt đầu làm cái gì cũng không nhớ này, rồi bắt đầu nói chuyện giống kiểu linh tinh nhá. Lúc trước là ở với anh là không bị vậy đúng không? Không, cũng có mà ít à. À, có nghĩa là bị nhẹ, lúc trước là cũng có bị nhẹ. Cái thời gian gần nhất mà chị về đây để muốn quay lại với anh là bao lâu đấy? Không nhớ. Không nhớ hả? Mấy năm rồi hay là như thế nào? Mấy năm rồi, không nhớ rồi. Mấy năm rồi? Em cho đi lâu rồi mà. À, vậy là đi mấy năm nay rồi? Là không có gặp lại nữa.
Rồi có về năn nỉ anh nhưng anh cũng không cho về nữa. Em thấy chị sống như vậy thấy cái vẻ cũng hơi, nhìn thì đúng là cũng tội thật, nhưng mà thấy chị giống kiểu bị... Bây giờ đó không được bình thường, bây giờ nói thiệt anh là giống như là ai mà cho ăn ngủ rồi này kia, cho nhậu rồi này kia là đòi hỏi cái gì cũng được hết. Là chị nhậu à? Từ sáng tới chiều anh cứ đi ngang giờ nào là anh cũng thấy nhậu giờ đó, giờ đó. À, cứ đi qua là thấy nhậu, đi qua là thấy nhậu. Sáng 5-6 giờ em chở mấy đứa nhỏ đi học, chạy ngang đường đó thì cũng dòm vô thì thấy cũng có ngồi nhậu. À. Mà chiều 8-9 giờ tối em đi ngang mua đồ thì nhậu ngoài lề đường rồi này kia, nói chung gặp giờ nào là nhậu giờ đó. Nhưng mà gặp anh có kêu không? Có nhận ra anh không? Okay. Nhận ra. Chị cứ nói là chị không có người thân, không có chồng rồi, chị đang còn con gái rồi. Em thấy chị nói linh tinh. Thì bữa em có coi lên YouTube cái chỗ anh quay đó. À. Ba cha con cũng có nói chuyện nhau nè, trời, không có chồng còn con gái rồi này kia, giờ hai đứa quay là dấu cuộc ai đẻ ra. Ý là ba cha con có coi YouTube phải hả con? Dạ đúng rồi. Có coi YouTube của chú xong đó là bỏ là bỏ mẹ không nhớ mình luôn hả? Dạ. Con nói sao? Con nói là, ủa vậy tụi con là cái gì? À. Ngồi chơi nói vậy. À, có nghĩa là mẹ không thừa nhận là có mấy đứa đúng không? Dạ. Xong bắt đầu con mới bảo là ủa mình ở đâu ra hả? Đúng rồi. Con học giỏi không mà sao nghỉ học rồi, nghỉ học con có buồn không? Dạ, con học trung bình à. Học trung bình. Học đến lớp mấy rồi? Dạ lớp 7. Lớp 7 là nghỉ. Là nghỉ lâu chưa con? Nghỉ này chắc cũng được cả tháng. Mới một tháng nay thôi hả? Tháng mấy này à? Rồi bây giờ con có nguyện vọng đi học lại không? Có. Con muốn đi học lại hả? Nhưng mà cha khó khăn quá cho nên không có được đi học hả? Hồi đầu tháng tới giờ hình như được 2 tháng. Chắc cũng cỡ 1 tháng rưỡi. Hồi đầu tháng trước tới giờ. Tầm cỡ chắc 1 tháng rưỡi. Như vậy là anh mà để mà anh mà nuôi được hai đứa bé mà lớn được cỡ này là cũng vất vả lắm ha. Thì em đó làm nghề này anh thấy đó. Tối ngày cái quần không được khô. À. Lặn hợp với ao không à? À. Là mình làm gì dưới ao này? À, cũng như kéo cá, lựa cá thường. Kéo cá, lựa cá. Mà không phải ao này không, vòng vòng mấy ao đằng kia cũng vậy nữa, mấy anh đằng đó. Thì... Có nghĩa là quanh quanh đây những ai mà muốn làm cái kiểu này là anh làm, đúng không? Đúng. Anh làm nghề này được bao lâu vậy? Thì vừa có thằng lớn được tuổi mấy là em xin vô đây em làm rồi. À, vậy là lúc trước là chị cũng ở cái nhà này luôn? Dạ. À. Thế tội hai bé, giờ bé lớn bỏ học, giờ đến bé nhỏ học. Thì bé nào nhìn dễ thương, đẹp trai. Bé nhỏ học giỏi không con? Con học có được giấy khen không? Không, con học cũng trung bình giống hai con. À, cũng học trung bình giống anh hai con à? Nói chuyện nhìn hiền dễ thương. Tự học dạy. Em cho tụi nó đi học thôi chứ chiều rước về thôi chứ cũng đâu có cho học thêm một chữ nào đâu anh. À. Tại vì nhiều khi em còn lo cơm nước rồi, cái nhất học thêm thì tốn tiền, cái thứ hai học thêm thì phải đưa rước thêm buổi tối nữa. À, tính ra là bây giờ là giống kiểu gà trống nuôi con ấy đúng không? Giống luôn rồi chứ bây giờ gì? Gà trống nuôi con. Mẹ thì không còn nhớ, theo như em nghĩ là do chị không còn nhớ gì á, chứ không phải là chị không nhớ con đâu. Không, cái bản tính của bà là vậy này, tại hồi đó lúc trước chưa có nặng thì cũng vậy. À. Ở đây giữ con cái rồi này kia, đưa dước là em đưa dước. À. Thằng lớn đi học rồi này kia em cũng đưa dước, em đâu có giờ đưa dước, nhưng mà nhiều khi em đi làm cái em để xe ở nhà đó. À. Rồi cũng chở mấy đứa đó đi lại nhà người này người kia. À. Rồi đi từ từ cái người ta nói tới nói lui đó, rồi cái về giao con cho em đi luôn. À. Giống kiểu nghe người ta rủ rỗ hả? Đi thời gian về đây còn phê nữa mà. Đi theo người ta dẫn đi vũ trường, quán bar đồ đã lắm. Ở đây tối ngày chui trong nhà hoài chán quá. À. Bản đồ cho nó đi. Trời sao kỳ vậy? Rồi bây giờ ngồi cũng không có hỏi. Sao mấy? Dạ dạ. Nói chung là chị. Bà như ta khôn anh thì giấu giếm thường ở với chồng cho hạnh phúc không? Đằng này nói luôn. Còn này cũng như đầu óc nó không có được minh mẫn rồi cái nói luôn. Dạ dạ. Bạn nói con tội cho mấy cha con hả? Đây mang đồ
không không có mẹ. Đây chỉ ba cho con thui thủi. Nhiều khi ban đêm con bệnh con đau rồi bị bệnh một thằng thì cũng phải phá hai thằng vậy hết. Dạ. Có nghĩa bệnh một thằng là phải đưa cả hai thằng đi. Chứ nhà đâu có ai coi ban đêm ban hôm ngoài ao rồi mà. Dạ dạ. Sợ lắm mày mình đi nó dậy bất tử nó tử đúng không? Nhưng mà hai bé này chắc cũng ngoan lắm mày nha. Theo như em thấy là ngoan lắm. Cũng vậy là có ba người chồng mà con là bây giờ là đứa lớn nhất của cái chị đó, anh có biết không? Hiện giờ em biết cái hẻm đó nhưng mà không biết nhà nào thôi. Ngay Phạm Hùng nè, Phạm Hùng đi lợi ngay chỗ kinh nước thối á. À chỗ kinh đấy là một đứa này rồi bắt đầu ở dưới nhà thờ Đức Bà một đứa này. Nhà thờ Đức Bà là gia đình thằng đó bán cà phê của nhà thờ Đức Bà thôi chứ giống kiểu dân bán cà phê đúng rồi, nhà cửa ở trên Gò Vấp á, cà phê cốc đúng không? Xong bắt đầu lên đấy rồi gặp nhau ở trên đó rồi bắt đầu là mới ở trên đó. Nhưng mà theo em biết là có qua một cái thông tin của một người nào đó quen biết anh, có nói là giống kiểu anh là người giống kiểu là cứu vớt cuộc đời của chị đó. Nhưng mà do chị không biết trân trọng. Đúng không? Không cứu với, nói chung cũng hơi lố rồi này. Tại nhiều khi đó gặp thì mến nhau thì đeo nhau thay vỡ thôi. À. Nhưng mà chính vì anh muốn tạo một cái hạnh phúc, tạo một cái gia đình riêng để cho chị có cái cuộc sống nó thay đổi. Nhưng mà do chị không trân trọng hoặc cũng khả năng là chị do không được bình thường á. Cho nên là chị mới như không, vậy. Hồi đó đúng thiệt là không trân trọng. Dạ. Chứ hồi đó đầu óc cũng còn minh mẫn mà. À. Vậy là do chị này, một là thứ nhất là do nghiện, hai nữa là do là đầu óc không được bình thường. Cho nên là bắt đầu là mới đi lang thang kiểu đó chứ. Thế đúng ra có con có chồng như vậy là phải rất trân trọng mới đúng này. Bởi vì bản thân chị là một người mồ côi chứ không phải là một người mà có gia đình đàng hoàng. Sống lang thang. Rồi về ở với em xong xuôi thời gian đẻ thằng này được mấy tháng rồi bỏ đi. À. Được tuổi mấy bỏ đi xong xuôi rồi lên trên Gò Vấp đó. À. Ở với người ta cũng sanh cho người ta được con thằng nữa. À. Rồi người ta cũng bắt con người ta đuổi đi. Dạ. Vậy là có nghĩa là đẻ xong cái là người ta lấy con cái người ta đuổi đi luôn. Ủa vậy là mấy đứa? Bốn đứa mà, năm đứa. Thì bốn đứa đó. Đứa sau cùng á là đi theo người ta lên chỗ Gò Vấp đó anh. À. Bán cà phê ngoài nhà thờ Đức Bà đó. À. Ở thời gian có con rồi. Nói chung là người ta thấy không bình thường cho nên là khi mà lo có bầu rồi là người ta để vậy, xong bắt đầu người ta lấy con xong người ta đuổi đi. Rồi lại đi lang thang. Sao biết đường về đây cũng hay hả? Thì lúc trước là đầu óc cũng còn minh mẫn mà. À. Nhưng mà giờ em thấy là coi như là giống được biết gì luôn rồi. Ai cho ăn thì ăn, cho uống thì uống, cho làm gì thì làm thôi chứ không biết là như thế nào. Không, đầu óc bây giờ thí dụ đạp xe đạp từ ở đẳng lại đây mua quà đầu ngõ đây mua vụ rồi thì được. À. Đầu ngõ anh quẹo vô đây mua vụ rồi được. Mà giờ thí dụ mà dẫn bởi gì đâu giao rồi thí dụ ngã tư hay Bình Điền rồi là không biết đường về đâu. À. Hoặc bánh xe quận 8 rồi là không biết đường về đâu. Có nghĩa là giờ nếu mà bảo mà đi gần quanh quanh đây biết cái đường đi thì để mua rượu về uống thôi. Theo như anh thì bây giờ chị còn chơi đá chơi đồ gì không? Không, giờ là không có chơi đâu. Tại bây giờ tiền ăn còn không có mà làm gì có để chơi. Bây giờ là cơm mình không có ăn huống chi là đi lễ ngồi. Qua đây ngồi con. Qua đây ngồi chú hỏi thăm tí. Thế là nguyên vọng của con bây giờ là vẫn muốn đi học lại đúng không? Dạ. À, nhưng bây giờ bỏ 2 tháng rồi đi học rồi giờ là do cái thời điểm đó là do không có ba không có tiền đóng tiền học cho nên là nghỉ hả? Dạ, cái đó là ngay mùa thi luôn, ngay kỳ thi luôn. Ờ, ngay kỳ thi luôn. Là lúc đó người ta bắt đóng tiền học ấy. Bắt đóng tiền học mà không có tiền học. Cho nên bắt đầu mới... Không, hiện giờ là bé lớn này là còn nợ 1 tháng tiền học trong trường á. À. Tại lúc trước học xong xuôi cái tới tháng đóng tiền học đó. À. Người ta cho từ thời hạn từ 1 tay tới 10 tay. Là đóng theo tháng này? Dạ, đúng. Chứ không phải là đóng theo... Không, đóng theo tháng. Tháng nào đóng tháng đấy. À. Tháng thì... cứ triệu mấy. Là hai đứa là tính là 2,000,000 rồi. Rồi thu nhập đầu tháng là người ta đưa giấy đóng tiền học là cho từ 1 tay tới 10 tay mình phải tính toán. Tại em cho học là bán chú, ăn uống trong trường luôn. Dạ. Em không có đưa trước. Có nghĩa là cho ăn uống ở trong trường luôn cho nên 1 tháng nó mới 1,000,000 đúng không? Dạ. À. Nặng là nặng tiền ăn uống. À. Học bán trú luôn mà. Dạ. Rồi xong em không có tiền em cho nghỉ. Nghỉ rồi cái cũng có cái chị kia. Chị kia mới kêu em qua bên thầy hiệu trưởng gặp đi. Yeah. Chị có nói chuyện với thầy hiệu trưởng rồi. Yeah.
Rồi qua bển giờ thầy hiệu trưởng nói thôi bây giờ thì bán chú nặng quá thì giờ cho học hai buổi đi. À. Có thể không ăn cơm mà chỉ đến học xong là trưa về thôi. Ừ. Nhưng mà em là về thì đưa dước chỗ này em không có lớp phụ người ta được. À. Cái thầy hiệu trưởng mới sắp xếp là cho ngủ ăn trong căng tin. Cử phần ăn chỉ 20.000 thôi. À. Còn ngủ là chưa cho gia bảo vệ ngủ đàng hoàng. À. Cũng chiều dước về bình thường. À. Rồi cũng học một thời gian rồi cái em thấy hết khả năng em cho hai thằng nghỉ hết luôn. Rồi bé này cũng nghỉ luôn. Ừ. Vậy là giờ chỉ còn bé này đi học, bé kia là nghỉ hẳn. Bé này là đáng lẽ là cũng không được học nữa, bé nhỏ. À. Mấy cái cô nó hiện giờ đang dạy học nó thấy vậy hai kêu em gọi họ kêu em vô chổng là hai ba cô gom tiền lại tiền túi riêng á. Ừ. Gom lại để dành đóng cho bé. Giống như là mấy cô mới muốn giúp đỡ cho bé thì có quý mấy bé đúng không? À. Hiện giờ mấy cô của bé là gom tiền lại hai ba cô gom tiền lại đóng cho bé, phụ vô đóng cho bé là tiền đó tiền riêng cá nhân chứ không phải tiền của nhà trường. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ cho em hỏi thăm một chút là cái nếu như giả sử cho bây giờ chị có quay về mà chị muốn ở lại cùng với anh với con thì anh có chịu không? Thôi em lại anh. Sao vậy? Về về đây ở giờ biết bữa nào mà lên cơn đập đầu con em sao? À. Bây giờ đầu óc quả còn không được bình thường nữa. À. Hồi lúc mà tỉnh em còn không cho về nữa, bây giờ đầu óc kiểu này. Có nghĩa là giờ thì lúc mà anh sợ là lỡ mày mà ví dụ như chị về rồi bắt đầu là chị lên cơn rồi bắt đầu là sợ làm ảnh hưởng đến con đúng không? Dạ. Ừ. Để em ăn. Nhưng mà thấy anh nuôi một mình nuôi con cũng vất vả, khổ. Để. Có khi nào mà hai đứa nhỏ nó hỏi mẹ nó đâu không? Mấy đứa nhỏ giờ lớn rồi cũng biết rồi nên không có hỏi đâu. Nhưng mà chắc hồi nhỏ chắc là cực lắm ha. Khóc lóc rồi ốm đau rồi con cái thấy anh. Không mà được cái là hai đứa này nó đeo em từ hồi đó giờ nên mẹ nó đi nó nhớ chuyện vài ngày đầu thôi anh ơi. À. Sống chung giết cũng quen. Vậy là cái thời gian đầu thì nó có hơi ấy tí thôi đúng không? Nó cứ dạo này là ở không ở nhà lo cơm nướng vậy thôi chứ em cũng đâu có làm cho anh. À. Em có thể xin cái số điện thoại của anh để ví dụ như thể là muốn mà có ai giúp đỡ thì gọi điện cho anh được không? Dạ. Dạ, anh đọc cái số điện thoại của anh. Dạ. 0908 anh. 0908 467 467 036 036. Dạ. Là anh Dũng. Dạ. À, anh Dũng ở Bình Chánh là chồng cũ của chị Độc thân đi anh ơi. Gọi là độc thân. Đã nói mới là, nói gà chống đưa con mà giờ chồng gì ở đây nữa. Ý là cũ, ý em thấy là thêm từ cũ. Giờ mới mình tính mới ra nè. Nói chung là thôi bây giờ thì coi như những cái đó mình bỏ qua ha. Dạ. Yeah. Nhưng mà thấy chị sống càng ngày càng phức tạp ra. Em tưởng là chị là có thân nhân, có gia đình, có ấy đàng hoàng rồi chị sống ấy cơ. Tạo điều kiện cũng nhiều lần rồi anh ơi. À. Tự mình làm, tự mình gánh đi. Có nghĩa là quá nhiều lần rồi cho nên giờ không còn cái cách nào để mà cứu vớt được nữa. À, thì cũng may là mình biết được cái chị này là cái nguồn gốc là như vậy. Bởi vì em đi tìm hiểu về cái nguồn gốc của chị này mà không biết là thân nhân ở đâu, người nhà ở đâu. Thì cũng may mà biết được anh để đến để gặp anh thì mới biết hiểu rõ hơn về cái chị này. Để bởi vì muốn giúp thì phải biết được xem người ta như thế nào. Giúp không đúng người là cũng sợ nguy hiểm. Bây giờ em có coi kênh YouTube anh ấy, bây giờ cầu giúp cho bả là trừ đưa bả vô trong mấy người mà giống như không có nhà cửa đâu á, cho ở chung thể thì được chứ còn ở đây hoài là chắc bả sống chắc không thọ đâu. Dạ. Có nghĩa là đưa vào giống như mấy cái trại mà giống kiểu giáo dưỡng. Đúng rồi. Hoặc những người mà hồi kỳ anh có quay anh nói là đưa vô giống như mấy người mà vô gia cư mà không có nhà đồ này kia đó. Dạ dạ. Vô đó thì được. Chứ sống kiểu này không được đâu. Mấy người đó thứ nhất là ăn nhậu tập thể này rồi bắt đầu là chơi bời tập thể này rồi tùm lum hết á. Nó phức tạp lắm. Cái vụ chơi bời tập thể cái đó mới quan trọng đó. Dạ. Theo như em nghĩ nha, theo như em biết luôn á là giống kiểu chị này mỗi lần mà ăn nhậu vào là ba bốn người đó giống kiểu là ai muốn làm gì làm. Cưỡng bức tập thể luôn á. Thì đúng rồi. Theo như anh thấy có đúng vậy không? Đúng rồi. Đúng luôn hả? Đúng rồi. Bởi vậy bữa hổm coi kênh YouTube anh á là bị nhiều khi vô bị hiếp dâm rồi á. Không phải đâu. Mình tự nguyện á. Cũng như ăn nhậu vô rồi á. Có nghĩa ăn nhậu vô rồi không biết gì nữa cho nên bắt đầu là người ai muốn làm gì thì làm. Rồi nhiều khi cái thằng mà đang ở chung đó nó cũng vậy luôn á. Vô theo như em nghĩ trong bụng thôi nha, giống như vô giờ ăn nhậu xong xuôi hồi giống như mua đồ cho ăn nhậu là đòi hỏi muốn làm gì làm. Dạ dạ.
sống kiểu đó em nghĩ là chắc là cũng không tồn tại được lâu đâu. Thì bởi giờ em la nếu mà giúp bả trừ đưa bả vô ở chung với mấy người mà vô gia cư đồ này kia chung thì được, chứ ở kiểu này hoài là chắc không được lâu có đâu. Nghĩa là phải đưa vào trong một cái trại tập trung, cái trại này cũng không đưa được vào mấy cái trại mà ví dụ như thế là bình thường, phải đưa vào mấy cái trại mà giống kiểu giáo dục nhân cách con người á thì may ra mới được. Chứ bây giờ giúp bả về cách đó thôi chứ hoài ra giúp cách khác là không có giúp được đâu. Nhưng mà cho em hỏi thăm một chút về chị này có giấy tờ tùy thân hay có một cái gì không anh? Không, không có một cái gì luôn. Không có giấy tờ, không có gì hết. Đây là thành người vô gia cư. Không xanh, có. Xanh tụi nó ra em với lại mẹ nó là đâu có đăng ký kết hôn đồ này kia đâu, cặp nhau lỡ thôi. À, vậy là bây giờ là đang đứng tên này họ của anh. Dạ, không có giấy tờ đâu hết rồi, nhờ cái bà bên công an phường á. Dạ. Công an phường chính em bảo nó là thấy vậy làm giấy khai sinh rồi cho bé. Thấy anh khai sinh cho bé rồi vừa làm giấy tờ cho bé vô học rồi luôn, lấy họ cha luôn. Dạ. Thấy anh cũng hiền mà con anh nó cũng hiền, hai đứa nhìn dễ thương. Chân con bị sao đấy con? Chơi kiểu gì mà bị té vậy? sống ở chỗ này cũng buồn ha. Nhưng mà khu này cũng nhiều nhà trọ thiệt ấy. Dạ. Hai chị này giống hai chị em ấy vậy? Đúng rồi, hai chị em bán quán vào đây nè. Nhìn y chang nhau luôn. Rồi thôi thì cảm ơn anh vì đã chia sẻ về cái cuộc sống của anh cũng như cuộc sống của cái chị đó cho em hiểu ha. Thì hôm nay em tới em thăm anh với hai cháu. Thì thứ nhất là cũng gần Tết rồi. Thì cũng có tí quà biếu cho mấy cha con. Thì em cũng thay mặt ông Mười ở Củ Chi biếu cho mấy cha con 1 triệu ăn Tết nha. Thì để cho mấy bé có tí quà. Cái tiền này của ông Mười ở Củ Chi. Hai đứa đâu bao nhiêu? Trẻ con nó cũng hơi nghịch một tí không sao. Khu này là khu nhà trọ nhưng mà nhận cái là cái ông chủ ở đây ổng cho em ở là không có tốn tiền nhà. À. Lúc trước ổng kêu em vô đây ở về cắt chòi ở đi lấy tiền nhà đó để dành tiền học cho con mày. Ủa vậy là cái chòi này là anh tư cắt luôn hả? À, hai anh em cắt, em với lại ông chủ. À, có nghĩa là ông chủ cũng phụ làm đúng không? Thì dạ. Mua chàm, mua ton rồi về tự cắt. Dạ, dạ. Ở đây cho em gửi cái số tiền là 1 triệu. Tiền này là của ông Mười Củ Chi ha. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Gửi mấy cho con ăn Tết nha. Dạ. Vậy là anh cũng không biết gốc gác của chị này ở đâu luôn. Dạ. Là chỉ gặp là sáp vào là ở cùng với nhau thôi. Dạ. Dạ, dạ. Em nghe kể mà em cũng giật mình về cái chị này luôn. Dạ, thật sự là mẹ nó là không biết gốc gác mà cũng không có giấy tờ tùy thân gì hết. Chỉ biết là họ tên là Nguyễn Thị Thanh thôi. Chỉ biết là họ tên là Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 89. 88. 88. 88, 89. Chút gì lần lấy là để em một chút. Rồi thôi thì hôm nay em tới em thăm gia đình ha. Cũng cảm ơn anh chia sẻ. Cũng như chúc mấy cha con có nhiều sức khỏe và ăn Tết vui vẻ ha. Rồi nếu có dịp thì em ghé em thăm mấy cha con sau. Dạ. Rồi thôi thì hôm nay mình tới cũng như tìm hiểu về cái hoàn cảnh của cha con anh Dũng cũng như gọi là nói chung là cảnh gà trống nuôi con đi. Còn chị Thanh ấy thì coi như là mẹ của hai bé này nhưng mà giờ nói chung là cũng không còn được tỉnh táo nữa và đi lang thang thì bây giờ cũng hết cách rồi. Thì thôi bây giờ mình cũng thông tin cho mọi người biết như thế nha. Bây giờ mình cũng xin dừng kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái clip sau nha.